ngóng chờ kéo trụ phiên chiều, ao ao xả lũ, tiêu điều khắp nơi. Một phiên điều chỉnh được cho là cần thiết sau những pha tăng liên tiếp của VN Index. Chỉ số vẫn giằng co cầm cự suốt từ sáng, nhưng lực chốt lời cực mạnh sau 2 giờ chiều đã thổi bay gần 13 điểm, VN Index lùi về 1.125 điểm, tương đương giảm 1,14%, độ rộng quá xấu khi có tới 361 mã giảm trên 84 mã tăng. Hầu hết các nhóm đều chịu áp lực chỉnh mạnh, trong đó chứng khoán giảm sâu nhất 4,05% với 22 mã giảm và 2 mã đứng giá. Không còn nổi một mã nào duy trì được sắc xanh bởi đây là nhóm tăng rất tốt trong đợt hồi phục vừa qua của thị trường cùng thanh khoản cao. Tiếp theo là nhóm vật liệu xây dựng giảm 2,49%, bán lẻ giảm 2,09%, bất động sản giảm 1,27%, thủy sản 1,37%, ngân hàng cũng giảm 0,80%, dầu khí giảm 0,42%. Đi cùng với đó là top 10 cổ phiếu gây tiêu cực nhất cho thị trường, gồm HPG giảm 3%, BID giảm 1,9%, VPB giảm 1,7%, TCB giảm 2%, MSN giảm 1,6%, MBB, VHM, MVKG, tính chung nhóm này thổi hơn 5 điểm của VN Index. Ở chiều ngược lại, VCB và VNM là hai cổ phiếu có 1,5 điểm cho thị trường. Lực bán chủ động áp đảo suốt cả phiên, thanh khoản 3 sàn khớp lệnh gần 20.000 tỷ đồng. Riêng khối ngoại bất ngờ ngược chiếu mua dòng 114,7 tỷ đồng vẫn miệt mài gom HPT 181 tỷ đồng. Ngoài ra còn có VNM, VHM và CTG.